Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Lý Con Sáo Sang Sông, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Bất về, như thể trong đời này chỉ còn gió, gió lạnh căm căm mà khô nẻ môi người ta. Cha tôi móc cời, tao chạy lừ lừ dọc theo sông. Những quãng không có nhà, sậy mọc thành rừng. Những bông sậy chín mềm, trắng phao phao. Đã nhiều bông lìa cành, trùng trình bay. Nước mặn, rinh rít da, nghe gió này là mùa cưới đến. Nét chữ không bay bướm trong tấm thiệp mộc của Út Thà mang cho tôi một cảm giác lạ lùng. Vui, buồn, chua xót lẫn lộn. Má tôi bảo con về sớm mấy ngày cho thằng Phi nó đỡ buồn. Tôi lật lịch, khẽ cười. Má à, có những nỗi buồn không ai trị được đâu. Nó dây dứt tháng năm, nó dài dằng dẳng. Người yêu đi lấy chồng mà, biết bao người tự tử rồi. Cái lần gần đây nhất, tôi đi Tân Thuận có ghé qua nhà. Phi đang lui cui đóng giường. Thà cũng qua chơi, do gạo ngoài sàn lãng. Dì Tư má Phi lột bông súng nấu canh chua. Phi nói nửa đùa nửa thật. Đóng giường mới cưới vợ chơi. Cưới ai? Út Thà. Nghe tiếng kêu cùng tiếng cười giòn ở trong bếp, tôi ở lại ăn cơm chiều. Một bữa cơm ấp tiếng cười rộn rã, khói ấm bừng nở trên những tia nắng xuyên qua khe lá. Họ làm tôi vui quá. Vậy thì làm sao mà đến cái nông nỗi này? Phi cười cười, từ từ rồi nói. Nhưng dì Tư thì chắc lưỡi hít hà cái lúc mà tôi mới bước chân vô nhà. Dì có vẻ giận Thà lắm. Phi nhún vai thì thầm. Má tao cằn nhằn nhất mình muốn chết. Tôi hiểu dì Tư như hiểu má của tôi. Trong lòng mọi người, thằng Phi tội nghiệp lẽ ra phải được hạnh phúc. Nó hy sinh quá nhiều rồi. Dì má tôi, bà thương Phi như con ruột. Phi từng trọ học ở nhà tôi gần tròn năm. Có lần nó về thăm nhà, rồi không trở lên học nữa. Dì Tư kể lần đó nó đem cây cúp móng tay về, nằng nặc đòi cắt cho ba má. Khi nâng cái chân của Dưỡng lên, nó rớt nước mắt. Những móng chân thối sạm, kẽ chân, nước ăn lở đến tận xương. Con thấy ba má con cực khổ, con không chịu nổi gì hai à. Phi trở lên lấy đồ, từ giả bạn học, từ giả cả nhà chúng tôi. Má tôi khóc. Rồi Dưỡng Tư chết, thằng Phi là trụ cột ở trong nhà chống đỡ cho người mẹ với hai đứa em gái. Mùa mưa nó xoay trần với 18 công ruộng, trở bất là nó lang bạc kỳ hồ. Nó sắm dàn nhạc cũ đi hát phục vụ đám tiệc. Ban nhạc nhỏ gồm 6-7 người trong xóm, già có, trẻ có, vừa đờn vừa ca. Phi có giọng ca hay nức tiếng cho nên ban nhạc của nó khá đắt khách. Nói Phi ai cũng buộc miệng khen, thằng đó ca mùi rủng rúng. Trầm ngã sông, ngàn ngõ xóm, Phi rành đất này như ông thổ địa. Có lần nó rủ tôi đi chơi cho biết, rồi dặn về đừng viết báo nghe cha nội. Nhưng tôi không kìm được, viết ngay về cái loại hình sinh hoạt văn hóa nông thôn này. Lần ấy tôi phát hiện ra, Phi càng uống say thì càng ca thần sầu. Lời ca rõ cái tiếng dành dành, làn hơi ấm áp. Giọng ca của nó không giống Út Trà Ôn, Minh Cảnh hay Minh Dương, chỉ là của Phi thôi. Nó thuộc nhiều bài nhạc, bài cải lương, nhiều vô kể. Tôi ngạc nhiên vì một thằng Phi mặc áo phèn đi cắm câu với một thằng Phi nghệ sĩ mặc cái quần kaki 12 túi trên sân khấu, lót bằng bộ dáng ngựa. Khuya Phi rủ tôi xuống ghe nó nằm, nó gác chân lên bụng tôi, kê cái tay làm đầu gối. Nè, mày hát hay vậy, sao không đi kiếm dịp đi thi?
Nó cười, thôi giọng ca của tao thiếu sông thiếu nước coi như hết hay rồi. Tôi ngó sao trời, lan man một nỗi sợ hãi mơ hồ. Con người thợ xây không xây nổi cho mình một ngôi nhà. Con người thợ mộc nằm đất ngủ lạnh. Phi chuyên hát phục vụ đám cưới cho người ta thì bao giờ mới hát cưới của mình đây? Ê, chừng nào mày cưới Út Thà, quen người ta 3 năm rồi, ngâm tới chừng nào nữa? Không biết, lo cho con Minh, con Thúy trước đã. 3 năm nữa tụi nó mới ra trường. Tụi nó học ở thành phố mới 1 năm mà về chê cái dàn nhạc tao là đồ dởm, đồ cũ. Tao giận tụi nó. Thì nhờ mấy món đồ cổ đó mà tao mới nuôi nổi tụi nó học đại học. Mà cũng tội nghiệp, hai đứa nó biết lỡ lời cho nên buồn hiu. Tao thương tụi nó quá. Vậy mày không thương Út Thà hay sao? Thương, thương thiệt. Chứ thương mà sao không biết tính làm sao? Nhà Út Thà ngó xéo bên sông. Hôm nay là nhóm họ qua đám dừa nước thưa. Thấy đằng trước sạp đã lùm xùm những tàu dừa bẻ cái dòng nguyệt. Lá thì đụng đình dắt xòa quanh mấy cái cây cột rạp ốp bẻ chuối non. Phi ngượng nghịu, lẽ ra ta phải qua bển phụ một thay. Sao vậy? Thì bữa trước gặp ngoài chợ huyện, tao lỡ tao nói dốc là kẹt không có về. Lúc đó tao tưởng là không có chịu nổi. Ủa, chứ bây giờ mày chịu nổi rồi à? Ừ. Phi nói có vẻ nhẹ nhàng như thể nó đã chuẩn bị điều này từ lâu lắm rồi. Hai đứa nằm trên cái võng văng ở ngoài trái giữa hàng lu nước. Tôi nghe rất rõ gió cuộn thành lọn lăn miết ở trên da mình. Có nỗi buồn nào đó đang thở rất mạnh. Dì Tư buồn tình chèo xuồng về bên ngoài chắc chiều mới về. Một chút ai ngờ Út Thà qua, cô mang cho chúng tôi một tiếng cười giòn. Em biết anh Kiên bữa nay về mà. Phi nạt, ở bên nhà đang lu bu, thiếu gì người làm. Còn em, qua đây lâu lắm mới qua nữa. Mà biết đâu là lần cuối thì sao? Cái chữ lần cuối Thà buông xuống lạnh như bức cuộn gai ốc trên tay tôi. Thà chợt cười, lại cười giòn. Hai người nằm làm gì? Đi nhậu đi. Tôi với Phi trợn mắt nhìn nhau. Nghe tiếng chân Thà lẹp xẹp vào bếp. Thà rành từng ngóc ngách nhà Phi nên không lâu lôi ra từ bộ giạc tre chai rượu trắng với đĩa mắm lóc xé trộn gừng. Một chút bổ sung thêm chén khế chua sắc lát. Chúng tôi kéo lại ngồi với nhau. Và với gió, Thà là con gái nhưng uống rượu khá mạnh. Phi nãy giờ không nói gì, ngó Thà lom lom. Làm gì ngộ vậy Thà? Ủa, uống rượu cho dễ nói chuyện sao đâu? Chuyện gì? Ủa thì chuyện anh Phi ảnh nói gạt ảnh tránh em. Đám em mà ảnh còn hổng qua. Vậy mà nói thương em, tụi mình là bạn bè, anh Kiên coi phải không? Tôi cười cười, chịu Thà thôi. Khi chúng tôi còn nhỏ, thật tình có dạo tôi tranh Thà với Phi. Bởi Thà có đôi mắt một mí nhưng đen, mái tóc đen, khuôn mặt xinh xinh, duyên dáng. Và cũng bởi vì cô nói chuyện rất cuốn hút, thuyết phục người ta. Điều này với các cô gái quê là rất hiếm hoi. Nghe nói Thà lấy chồng về cái nước hả? Dạ, xa lắm, chắc lâu nữa mới về một lần. Anh Kiên đi công tác mà ngang chợ rau dừa, nhớ ghé nhà máy Phú Phong thăm em nha. Anh Phi cũng vậy nghe. Phi, ừ, nâng ly uống chốc. Sanh con cứ lấy tên anh mà đặt, hen. Dạ, nhưng giái trời cho nó đừng ca hay như anh, có nhiều cô mê lắm. Thật cười, tôi ngơ ngác giữa đôi bạn thân. Họ đang đứng ở bên bờ chia xa mà thanh thản vậy sao? Tôi đùa, uổng công anh nhường em cho thằng Phi. Nghe tin Thà lấy chồng mà như trời sập, quả tình anh giận em lắm đó. Thà bảo không uống nữa,
trở bộ duỗi chân. Em biết ai mà không hiểu chuyện thì giận em lắm. Lần đó bên chồng em qua hỏi, ba má em hẹn 3 ngày rồi trả lời. Trước đó em đã từ chối 4 mối rồi. Một mình em chạy máy đi lòng vòng tìm kiếm anh Phi, khổ cực lắm. Kiếm được rồi, hỏi ảnh tính sao? Ảnh kêu em về. Xong ảnh chạy xuồng tắt qua rau dừa, dò hỏi kỹ bên chồng em, hỏi từ ông già, bà già cho tới đứa con nít. Xong ảnh về, kêu em ra nói một câu, em lấy chồng đi. Hai đứa ngồi ngoài bực, tính kỹ lắm. Em thấy chắc không có chờ được nữa rồi. Con gái xóm em 17, 18 tuổi là đã có chồng. Em đã 24 tuổi rồi. Ba má em như ngồi trên đống lửa. Nói cho kỹ, chuyến này là anh Phi anh gả em. Anh nói bên chồng em khá giả lại đàng hoàng. Xứ đó ai cũng biết cái tiếng là chịu khó làm ăn. Xét cho cùng thì em cũng có lỗi. Em không chắc lòng chắc dạ với anh Phi. Mỗi khi mà ảnh đi, em nhớ ảnh lắm. Em nhớ giọng ca của ảnh, rồi tưởng tượng ra biết bao cô cũng ngồi nhớ ảnh như em. Anh đi hoài à, mai mốt biết ảnh có về cưới em không? Có câu bậu lỡ thời như giấy trôi sông, anh kia nghe chưa? Đó, lỗi của em là nhiêu đó đó. Nghĩ lại cuối cùng, em không xứng với cái tình của anh Phi. Tụi em thương nhau, không có lấy được nhau thì không có thù hằn đâm chém đâu anh Kiên à. Khổ con gái, đám em ảnh trốn hỏng qua, coi như là không có tha thứ cho em rồi. Phi phì cười, thôi mà, anh lỡ lần này thôi, thà ơi. Thà nói xong thì má đã ửng hồng, đôi mắt cô đen và trong lắm. Đôi mắt Phi cũng đen và trong lắm. Trong lòng tôi tự nhiên muốn ôm choàng hai đứa bạn vào lòng. Ba chúng tôi ngồi với nhau như ngày xưa, lúc nhà tôi còn ở đây, chưa ngập mặt ở dưới dòng sông Lỡ. Trước nhà tôi có vàng mướp vàng hoa, mấy đứa trẻ lấy đó mà làm nhà, sống đầm ấm và chúng yêu thương nhau cho tới bây giờ. Phi dục, thôi, nói bao nhiêu đó đủ rồi, thà về đi. Dạ. Đừng buồn anh nha. Buồn gì đâu, mai mốt em có con, tối ngày nựng nỉu nó, thời gian đâu buồn. Em mê con nít lắm. Nhớ sanh hai đứa thôi, đúng chính sách, sanh nhiều mau già, dễ chết, nghe không? Chúng tôi đều cười. Cái mất mát rồi, cái còn hình như vẫn còn đó. Tôi cảm thấy hơi ấm từ lòng mình ấm phừng lên đến mặt. Chắc tại rượu ngon. Thà về, số tới bến còn quay lại phân trần. Ủa, sao tự nhiên em qua đây lãng xẹt vậy không biết nữa? Cô cười giòn. Tôi có cảm giác cái cười níu chật giật làn nước mắt chật rơi ra. Thì là người mà, có phải cây cỏ đâu. Phi không tiễn thà mà ngồi trên nhà gõ chén ca, giọng ca thêm rượu thần sầu. Ai xui mà con sao cái nọ sang sông, cái nọ sang sông cho nên cái mà con sao số lòng cái kia bay xa, cái kia bay xa, cái ly sông mà cái ly sàng xê, đôi ta về thành thì ơi sao bày ơi. Tôi xin thề với thiên thần thổ địa rằng chưa bao giờ được một bài lý con sáo sang sông điệu Bạc Liêu mà đứt ruột như vậy. Nó mênh mang sâu sức những nỗi nhớ thương từ tim, từ máu. Tôi buộc miệng, thì mày đưa con sáo của mày sang sông chứ còn ai. Phi ngưng hát, miệng lầm bầm, chứ bắt người ta chờ mình thế chừng nào. Dì Tư về, có vẻ như dì về đã lâu. Rồi dì hỏi, sao tự nhiên tụi bay nhậu vậy? Mà không đợi chúng tôi trả lời, rồi ngồi thừ rất lâu. Dì kể cái chuyện thằng em họ xa của Phi vì ghen tuông đâm chết người ta bị bắt lên trên huyện. Rồi chắc lưỡi,
Sao tụi trẻ bây giờ nó coi trọng cái chuyện trai gái vậy không biết. Phi quạt mạnh tay cho những bụi than hồng trong bàn ủi bay lên. Tủm tỉm cười, bà già muốn nhắn gửi tao đó. Chàng dạng, chúng tôi xuống xuồng qua sông. Chị Tư biết chúng tôi đi đâu, nhưng hỏi cho có. Nè, mày đi đâu vậy Phi? Phi trả lời, giọng cố nghiêm túc. Con đi ca, má à. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.